bóp tay vô mày coi. Hai Rồi, tay không dám luôn. Hai tay là không dám. Mến chào cả nhà. Hôm nay dắt cả nhà đi xem cái vườn hoa giấy trồng được 2 năm tuổi rồi. Và đo hoành cho cả nhà cùng xem luôn. Hoành thì từ 20-30. Tám không? Rễ rất là to đẹp luôn nha cả nhà. Này. Đây là cây nào cây nấy to lắm, 2 năm luôn, có chỗ nó bung rễ ra luôn, bung cái chậu á, trồng 2 năm. Cây này luôn. Vườn này trồng thì cả nhà trồng khoảng cách là 1 mét một cây đó, mình tính theo là mét vuông 4 cây, 4 góc 4 cây gì đó cả nhà. Thì cây nó phát triển. Rất là nhiều luôn cả nhà, vườn mà. Vườn trồng trên 2 năm rồi nên vườn cỏ mọc ít lắm cả nhà. Thường là cây mà nó phát triển lớn thì cỏ rất là ít mọc, rụng toàn là lá với bông ở dưới gốc không à. Cái này vườn được trải bạt hết rồi. Nên cỏ rất là ít. Đây, cũ rồi cả nhà. Qua đây cho này đi. Phôi á, phôi giấy Mỹ. Trồng 3 chậu. Đâu cái đó trên cái được. Cao. Rễ rất là dài, rễ phôi dài lắm cả nhà, khi mà mình trồng ra chậu mình làm kiển rất là đẹp luôn. Đo thì đo ngay cái cổ của cái cây hoa giấy nè. 20 30 tùy theo cây lớn nhỏ. 2 chậu 3 chậu luôn. Vườn thì khi mà cả nhà mua nguyên vườn á, thì cả nhà lấy được hôm giống làm cây giống lại luôn. Còn mà mua ở xa thì chỉ có ship phôi thôi. Vì mình có để số điện thoại đó cả nhà. Phôi hoa giấy Mỹ hay hoa giấy thường đi mà lâu ngày á, là không có trồng lên. Nên nhà vườn ít khi mà chọn là ship phôi hoa giấy. Ủa lộn, ship hôm hoa giấy nha cả nhà. Mình nói lộn nha. Cái hôm hoa giấy á, là ship đi không có được. Vườn này được trồng 2 năm mà trồng trên 3 chậu á cả nhà. Cả nhà hôm trước mình có quay cái clip mà mới trồng á, thì cả nhà lưu ý là nhớ là buộc cái dây á, ngay cái hôm giống hoa giấy á, mà nó phình to ra thì nhớ mở ra buộc lại nha, không thôi nó bị thắt ngay cái cổ phôi hoa giấy không đẹp. Tại vì mau lớn lắm. Mình phải nới cái dây buộc ra. Vườn trồng 3 chậu nè. Nên cái rễ nó dài lắm cả nhà. Và cắm chặt thì nó không bị đổ ngã. Cả nhà có hỏi mua thì liên hệ với nhà vườn là 093 823 7808 nha cả nhà. Số lượng rất là nhiều luôn. Cái này chắc cũng khoảng vài trăm gốc phôi. Hôm giống thì to nữa. Đây cây này nó nghiêng nè, vậy chứ trồng lên là đẹp lắm đó. Trồng hoa giấy Mỹ thì thích nhất là khi mà về già cả nhà, cái gai hoa giấy nó cũng biến mất nữa, nên nó không bị gai nhiều. Nên với lại mình đi vào vườn hoa giấy thì cũng không có bị xước gai như giấy Thái và giấy thường. Trời ơi, cái chậu kia nó nghiêng mà nó to thôi. 2 năm nha cả nhà. Vườn là trải bạt nên không có cỏ nhiều. Đó, nhìn tét chậu dữ luôn. Rất là nhiều luôn. Mùa này bông ít là do trời mưa cả nhà. Nên vườn thấy là xanh thôi chứ không thấy bông nhiều. Hiện tại thì nhà vườn cũng đang sức bán một mớ. Cho cả nhà cùng xem khi mà bán phôi thì cắt gọn lại như vậy và lấy hôm giống. Còn phôi thì cắt sẵn như vậy hết. Rồi đào phôi lên. Đó, 3 chậu nè cả nhà. 3 chậu là nó sẽ cao. Cả nhà mà trồng lâu năm thì để cái chậu to hơn nha. Chứ chậu nhỏ nó chịu không nổi, nó bung nó tét hết. Tôi chỉ bóp tay vô mày coi. Hai tay không? Không dép luôn. Trồng 2 năm rồi đó cả nhà, nên nó to lắm cả nhà. Và đang cắt để bán phôi giấy đó. Cắt hôm giống rồi mới bán phôi.
Vườn rộng lắm, rất là nhiều luôn. Mình quay để giúp ủng hộ nhà vườn, và mình cũng cảm ơn cả nhà đã ủng hộ để mua giúp nhà vườn. Mình xin kính chúc cả nhà được vui khỏe, an lành và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào cả nhà và hẹn gặp cả nhà ở vườn hoa giấy của các người nông dân khác nữa nha cả nhà. Nông dân trồng hoa.